sáng ngày 17 tháng 4, thành phố Chí Linh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ Liên gia An toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Đến dự và động viên hội thi có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương. Ở thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo hội thi, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể thành phố, các xã phường và 144 vận động viên tham gia hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo hội thi nhấn mạnh hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm bổ sung kiến thức năng lực kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cứu người cứu tài sản cho các thành viên trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đồng thời đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố đi vào thực chất nền nếp phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư thông qua hội thi nhằm tuyên truyền nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng thúc đẩy phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn đây cũng là dịp để các đơn vị địa phương trao đổi chia sẻ kinh nghiệm kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở trong tình hình mới Tham gia hội thi có 144 vận động viên của 18 đội tuyển. Mỗi đội tuyển gồm 8 thành viên. Theo điều lệ, các đội trải qua hai phần thi gồm phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết diễn ra sôi nổi hấp dẫn với nội dung hỏi đáp về kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhận thức về luật phòng cháy chữa cháy, các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình, hộ gia đình có kết hợp sản xuất kinh doanh, bằng hình thức bốc thăm câu hỏi, mỗi đội sẽ có 15 giây chuẩn bị và 60 giây trả lời với thang điểm tối đa là 10 điểm. Sau khi hoàn thành phần thi lý thuyết, các đội bước vào tranh tài ở phần thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tình huống giả định được đưa ra có ba khay cháy trong nhà có hai người gặp nạn và tài sản trước tình huống đó các đội đã sử dụng các dụng cụ phá khóa sử dụng bình để chữa cháy và tham gia cứu người tài sản trong khu vực có cháy di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn qua đánh giá các đội thi đều thể hiện hết khả năng và hoàn thành xuất sắc các nội dung thi ở phần thi lý thuyết các đội thi đều nhận thức rất tốt và nắm cơ bản các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở phần thi thực hành các đội đều thực hiện hết sức tự tin đúng kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện thể hiện được năng lực ứng phó xử lý sự cố cháy khả năng sử dụng thành thạo công cụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng các yêu cầu của ban tổ chức hội thi đề ra Thông qua cuộc thi phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ do thành phố Chí Linh tổ chức thì là một vận động viên của phường Văn An thì em cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào là được tham gia cuộc thi. Qua cuộc thi thì là với là một công dân thì em cảm thấy là em học hỏi được rất là nhiều kiến thức thiết thực để hỗ trợ cho chính gia đình nhà mình à, khi xảy ra cháy nổ thì là mình đã có kiến thức cơ bản để mình xử lý tình huống và có thể giúp đỡ mọi người xung quanh và có thể lan tỏa đến tất cả mọi người. Đội liên gia phòng cháy chữa cháy của phường Văn An là một đội hình là nhiều nữ nhất trong cuộc thi thì chúng em cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào vì là tuy chúng em là nữ sức khỏe có thể là còn kém hơn các vận động viên nam nhưng chúng em đã thi đấu với hết mình và đã đạt được kết quả như mình mong muốn sau thời gian tranh tài sôi nổi căn cứ tổng số điểm đạt được ở hai phần thi của các đội kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi lý thuyết cho đội xã bắc an giải nhì phường văn an giải ba phường tân dân ở nội dung thực hành giải nhất thuộc về đội tân dân giải nhì phường hoàng tân giải ba phường thái học ở nội dung toàn đoàn giải nhất thuộc về phường tân dân giải nhì phường thái học đồng giải ba là hai phường sao đỏ và an lạc trên cơ sở kết quả hội thi thành phố cũng sẽ lựa chọn các đội thi có thành tích cao để tập huấn bồi dưỡng tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh trong thời gian tới